Vâng, thưa bạn thì đây là cái chiếc xe Everest 7 chỗ bản là Titanium 4x2 một cầu, cũng có sự thay đổi về cái giao diện từ audio đến điều hòa, phone, định vị. Đây, phải đặt với lại Mobile, Mobi app. Vâng. Giao diện của audio này. Cảm giác sẽ mượt mà và nhanh hơn rất là nhiều. Định vị. Ngoài ra thì có cả cụm cái đèn pha và cốt thì thay được từ bóng hit chuyển sang bóng LED, thì nữa chúng ta sẽ cùng theo dõi cái cụm đèn của cái dòng xe này.